Thưa quý vị, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, sáng nay 31 tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án đối với cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nguyễn Hữu Tính cùng 4 đồng phạm liên quan đến hành vi giao đất trái pháp luật cho công ty của bị án Vũ Nhôm. Rất đông phóng viên của các cơ quan báo đài cũng đã có mặt từ rất sớm để đưa tin về vụ án này. Công tác an ninh tại phiên tòa vẫn được đảm bảo. Những người tham dự phiên tòa đều xuất trình giấy tờ hợp lệ và đi qua cổng kiểm soát. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín 7 năm tù, xử phạt bị cáo Đào Anh Kiệt 6 năm 6 tháng tù, xử phạt bị cáo Trương Văn Út 5 năm tù, xử phạt bị cáo Lê Văn Thanh 4 năm tù, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Trương 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Như vậy, mức án mà hội đồng xét xử vừa tuyên đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm được xác định là thấp nhất dưới khung hình phạt. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín, bị cáo Đào Anh Kiệt cùng mức án 7-8 năm tù. Bị cáo Trương Văn Út và bị cáo Lê Văn Thanh cùng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 5-6 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Trương bị đề nghị mức án từ 4-5 năm tù. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2016, các bị cáo đã thực hiện các thủ tục bán nhà và cho thuê đất, sau đó cho chuyển mục đích sử dụng đất tại nhà số 15 Thi Sách, quận 1, cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79. Do bị án Phan Văn Anh Vũ tức Vũ Nhôm làm chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng không thông qua đấu giá, hành vi này đã vi phạm pháp luật, gây thiệt hại hơn 6,7 tỷ đồng hỗ trợ trái pháp luật cho công ty của Vũ Nhôm và hơn 802 tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất nhà nước chưa thu được. Trong vụ án này, ông Tính được xác định có vai trò chủ mưu quyết định, các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm và giúp sức cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín. Qua đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tín và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ Nhôm và các đối tác xây dựng công trình cao 18 tầng, bán và cho thuê cho 114 khách hàng thu hơn 1.033 tỷ đồng. Thưa quý vị, để biết chi tiết về nội dung và diễn biến liên quan đến vụ án, mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên. Thank you.